Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp bộ trống này nha. Thật ra thì mình cũng sẽ vừa xem hướng dẫn vừa lắp. Rồi, bước đầu tiên thì mình sẽ ráp cái khung sườn ở giữa này. Mình sẽ tìm ra những cái thanh to nhất. Thì những thanh to nó sẽ có 4 thanh. 2 thanh dài với lại 2 thanh ngắn. Mình sẽ lấy 2 thanh dài. 2 thanh dài thì sẽ có một thanh gồm có 3 cái này, còn một thanh chỉ có 2 cái thôi. Mình sẽ để thanh 3 ở bên trái, còn thanh còn lại ở bên phải. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm một thanh nhỏ. Một thanh nhỏ có 3 cái. Ok. Rồi, mình sẽ gắn cái thanh nhỏ này vào trong hai thanh dài với hai cái chốt ở trên cao. Các bạn có thể chọn, nếu như mà setup cho những bạn nhỏ thì nên xoay những cái lỗ này vào trong. Còn nếu là cho người lớn thì mình sẽ xoay ra ngoài để cho cái trống nó rộng hơn. Sau khi gắn vào thì các bạn sẽ siết ốc bằng thanh lục giác có sẵn. Nhưng mà mình thì mình có cái này cho nên mình sẽ làm với cái này nó sẽ nhanh hơn. Mình sẽ gắn tiếp khung sườn. Mình sẽ lấy hai thanh to để vào hai bên. Hai thanh này thì hoàn toàn giống nhau cho nên các bạn không cần phải phân biệt bên nào hết cũng được. Với lại hai thanh nhỏ, mỗi thanh nhỏ sẽ có hai cái này. Đây, mình sẽ để ngang hai thanh nhỏ. Rồi, bắt đầu gắn vào. Mình cũng sẽ xoay cái lỗ này ra ngoài để cho bộ trống nó sẽ rộng hơn một xíu. Ok, sau khi đã gắn xong phần khung sườn thì mình sẽ làm gì tiếp đây? Đọc hướng dẫn. Mình sẽ gắn thêm cả cái thanh giữ bass snare nha các bạn. Nó sẽ có một đầu hở và một đầu kính. Thì mình sẽ gắn đầu hở vào đây. Rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ gắn các cùm treo trống. Có 4 cái. Mình gắn sai rồi, cái này nó phải ở bên đây. Ở bên thanh này nó sẽ có hai chỗ treo thì các bạn gắn ở bên phía ngoài cùng nha. Rồi, tiếp theo là hai chỗ trống này mình sẽ dùng để gắn những thanh treo symbol. Mình sẽ có 3 thanh bằng nhau cho nên các bạn dùng thanh nào cũng được nha. Ở bên thanh nhỏ bên phải sẽ có hai chỗ treo thì một cái sẽ dành cho sound module, còn một cái sẽ dùng để cho mình gắn cái hi-hat. Thì mình sẽ gắn cái sound module vào bên trái cùng, còn cái còn lại sẽ dùng để gắn hi-hat. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn những bass trống vào. Đầu tiên là snare. Tôm giống nhau hết nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ gắn lá. Các bạn lưu ý là lá mình sẽ có 3 lá nhìn có vẻ giống nhau nhưng mà sẽ có một cái nó có chữ weak choke. Đây. Thì mình sẽ dùng lá này làm lá crash chính. Mình sẽ gắn nó ở bên trái. Ok, mình tháo ra rồi thì nó sẽ có một cái con ốc chuồn chuồn, một miếng đệm. Thì hai cái này nó sẽ ở trên. Mình sẽ gắn cái lá vào,
Các bạn lưu ý là trong chỗ gắn lá nó sẽ có một cái ngàm đây, và trong cái lá nó cũng sẽ có một cái chỗ để mà khớp với cái ngàm này, mình sẽ gắn nó vào. Sau đó sẽ là miếng này, rồi bạn ốc lại. Mình sẽ không vặn quá chặt nha các bạn. Đây, như vậy là được rồi. Hai lá còn lại thì hoàn toàn giống nhau, cho nên các bạn có thể gắn vào hai hết hoặc là lá rai đều được. Mình thấy thiết kế khung sườn có cái ngàm này là một cái tiến bộ rất là lớn của cái bộ này so với bộ Nitromesh cũ. Tại vì bộ cũ mình đánh thì nếu như mà đánh nhiều thì cái lá nó sẽ bị xoay. Thì mặc dù là sau vài ba bài mình có thể sửa lại một xíu, nhưng mà nó cũng hơi khó chịu một xíu đối với mình. Thì cái bộ này nó đã cải tiến, nó sẽ không còn bị xoay cái lá đi hướng khác nữa. 10 điểm. Tiếp theo mình sẽ gắn sao module. Giờ thì sẽ tới phần chân nha các bạn. Mình sẽ đặt chân kích ở đây. Bên anh kích thì mình sẽ gắn cây búa vào trước. Mình sẽ có một cái khóa trống. Các bạn sẽ dùng để thả lỏng con ốc ở chỗ này ra. Gắn búa vào. Mình sẽ canh chiều cao cho vừa với lại cái mặt kích. Sau đó siết ốc lại. Ok, vậy là về cơ bản thì mình đã ráp xong dàn trống về phần chính. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn phần dây. Đầu tiên mình sẽ dùng hai con ốc này để gắn cố định phần dây vào trong module nha các bạn. Sau đó mình sẽ gắn tất cả từ những dây ngắn nhất vào đúng vị trí trước. Rồi sau đó mình sẽ sắp xếp lại cho nó ngăn nắp sau. Ok, sau khi mình đã gắn hết tất cả các dây vào đúng với các mặt trống rồi, thì bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo là mình sẽ xếp cho trống nó về lại đúng tư thế phù hợp với lại tư thế đánh. Thì mình sẽ hướng dẫn với mọi người luôn. Là đầu tiên là ghế. Ghế thì bên mình tặng kèm nha các bạn. Đây không phải là ghế có sẵn trong bộ trống mà là ghế mình tặng kèm. Ghế này cũng rất là chắc chắn. Ghế thì mình sẽ để độ cao từ đầu gối trở lên. Ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ chỉnh tới phần snare. Snare thì mình sẽ nâng lên cỡ khoảng dưới rốn. Tiếp theo là tâm 1. Tâm 1 và tâm 2 thì mình sẽ để cao hơn cái snare. Miễn sao vừa tầm đánh, thấp hơn ngực là được. Còn tâm 3 thì mình sẽ để ngang với cái snare. Tiếp theo là hai hết, mình sẽ để cao hơn cái snare có khoảng 1 gang tay. Tương tự với crash nhưng mà nó sẽ cao hơn một xíu. La rai thì sẽ hơi thấp hơn. Rồi sau khi chỉnh vị trí xong thì mình sẽ thu gọn dây lại nha. Mình sẽ gom tất cả các dây lại thành một, rồi tới khi nào mà dây bắt đầu tẻ ra các hướng thì mình sẽ lấy cho nó làm vị trí chốt. Mình sẽ dùng cái này để quấn nó lại. Sau khi cố định các nhánh xong thì mình sẽ cố định từng dây. Mình sẽ quấn vòng quanh mấy cái trụ để cho nó gọn. Vậy là mình đã setup xong dàn trống rồi nha các bạn. Sau khi setup xong thì các bạn kiểm tra xem các vị trí, các mặt trống và các lá, xem mình có đánh thoải mái chưa nha. Ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách setup và điều chỉnh vị trí trống.